Mỹ Thuận đi bơi à? Thuận đi bơi này. À, cười cười. Móc móc chị này. Con bơi nhái à? Bơi, đi bơi nào. Đấy, có phải giữ chân đâu. Không có tươi đầu ấy. Rửa đi đi. Rửa đi chân. Đây, em phải ăn. Rửa không thích bằng à? Này, đổi này, bơi đi, đạp đi. Trời ơi, đúng là cháu bà nội rất thích bơi. Mặt phê chưa? Cười đi. Để cười đi. Bơi nửa nào, đạp vào chân nào, vào chân. Đạp chân vào tường, đạp chân cho con đạp chân vào. Đạp đi, đạp đi. Chân đạp, chân đạp chân đấy nó chuồn ra. Đạp chân nào. Đạp chân đi con. Rồi, đúng rồi. Đạp tay hả con? Trình bày động tác mới luôn hả con? Vừa bơi vừa mút tay à? Sướng chưa? Sướng chưa thỏa mãn.